Chúng ta đang đến với Gold Season, một dự án bất động sản được thiết kế mang đậm phong cách Mỹ, phóng khoáng, hiện đại. Một công trình kiến trúc có 102 tại Việt Nam. Lấy cảm hứng chiếc lá phong đỏ, nhìn từ trên cao, Gold Season không rời rạc, tách biệt, mà gắn kết, hòa quyện, đan xen thành một khối đồng nhất với những con đường nội khu mô phỏng gân lá, kết nối các tiện ích, khu vui chơi và các tòa nhà trong tổ hợp. Lạc tại số 47 Nguyễn Tuân, vị trí đắc địa cuối cùng của quận Thanh Xuân. Dọc đường đi được bao phủ bởi những hàng cây xanh tươi thẳng tắp. Đến với Gold Season, quý khách không chỉ được hưởng những tiện ích phong phú bậc nhất mà còn được đắm mình trong không gian xanh, sống đúng nghĩa. Hiện lên trước mắt chúng ta là công viên Manhattan xinh đẹp. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, một bước đột phá mới về kiến trúc, địa danh biểu tượng cho nền văn hóa Mỹ, công viên Central Park New York đã được tái hiện lại ngay trong lòng Gold Season. Tiến sâu vào khuôn viên dự án, chúng ta càng thêm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tươi mới, độc đáo mà không kém phần tinh tế, quyến rũ của công viên Manhattan Gold Season. Đi sâu hơn nữa, chúng ta ghé thăm khu vườn của nắng, dạo chơi dưới bóng cây cổ thụ để tận hưởng hơi ấm dịu dàng của ánh ban mai len lỏi qua kẽ lá, để tâm hồn mình sáng bừng rạng rỡ trong sắc nắng vàng ươm. Tiếp theo, đặt chân đến quảng trường lễ hội, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước một không gian văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng, đậm chất Mỹ trong lòng Hà Nội. Sự phóng khoáng, cởi mở của nghệ thuật phương Tây gặp gỡ nét tế nhị, sâu sắc của Á Đông biến quảng trường lễ hội của Gold Season trở thành chốn thăng hoa của nghệ thuật. Sau công viên Manhattan, chúng ta đến với tòa nhà mùa hạ, tràn ngập cây cỏ, ngay sau đó là khu vực bể bơi bốn mùa, mặt nước xanh biếc như ngọc. Còn gì bình yên hơn, hạnh phúc hơn là tận hưởng mỗi thời khắc đáng giá của cuộc đời tại Gold Season, bên cạnh gia đình thân yêu, cùng nhau tận hưởng những tiện ích hiện đại bậc nhất. Tiến sâu vào không gian tòa nhà, chờ đón chúng ta là khu căn hộ cao cấp với nội thất căn hộ được thiết kế mang phong cách Mỹ, phóng khoáng, mới lạ, ấn tượng và độc đáo. Tầm nhìn hoàn hảo bao quát cảnh quan khu vực, đón chào bầu không khí sôi động của khu đô thị sầm uất, đồng thời giữ vững sự riêng tư, yên bình, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Gold Season, New Manhattan trong lòng Hà Nội.